Kính chào quý vị, hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, dự kiến trong ngày làm việc hôm nay thứ tư 27 tháng 11, buổi sáng Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia, nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện việc chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn năm 2014-2018, nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Sau đó, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây 28 tháng 11 năm 1959, 28 tháng 11 năm 2019, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây và kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam. Cách đây 60 năm, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên báo Nhân dân với nhan đề Tết trồng cây, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây gây rừng. Trồng cây không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần mà còn có ý nghĩa sâu sắc là giáo dục đạo đức lao động cho nhân dân, đặc biệt là giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, lối sống hòa đồng giữa con người với thiên nhiên của người Việt đã được trao truyền bao thế hệ. Tuyệt vời hơn nữa là lấy vào cái ngày Tết, ngày Tết cổ truyền, ngày Tết dân tộc, nó ăn sâu vào trong suốt cả một cái quá trình lịch sử của đất nước mình. Mà cái đó làm là làm vì dân, vì sự phồn vinh của đất nước. Tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tết trồng cây đã trở thành một nội dung của kế hoạch phát triển dân sinh, kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống của nhân dân lao động. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, cùng với sự phát triển về kinh tế, đất nước cũng phải đối mặt với những vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, trồng cây lại càng mang ý nghĩa thiết thực. Tức là Tết trồng cây phải gắn với cái kế hoạch trồng cây gây rừng của cái ngành lâm nghiệp thì nó mới vững. Cái thứ hai là hiệu quả nó mới cao được. 60 năm qua, lời phát động Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, chiều qua, đội công tác Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến thăm trường đại học Chulalongkorn, là trường đại học cổ nhất Thái Lan với hơn 100 năm tuổi. Với diện tích hơn 1.600 m², trường đã dành 70% đất để xây công viên Centenary và hồ chứa nước với dung tích 3.000 m³ để chứa nước của các khu vực lân cận nhằm giải quyết vấn đề ngập úng của Bangkok. Đây được xem là mô hình giảm ngập tiêu biểu của Bangkok, Thái Lan. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng chia sẻ, doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng tốt tiềm năng thương mại đầu tư vào Thái Lan. Trong khi doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Việt Nam gần 10 tỷ đô la Mỹ, thì Việt Nam chỉ mới đầu tư vào Thái Lan hơn 30 triệu đô la Mỹ. Đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, sau chuyến đi này, các đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ học hỏi những kinh nghiệm từ Thái Lan để áp dụng vào địa phương, điển hình là việc triển khai và phát triển du lịch đường sông ban đêm tại thành phố. Đồng chí Trần Lưu Quang mong Đại sứ quán Việt Nam luôn là ngôi nhà, chỗ dựa tinh thần cho người Việt Nam ở Thái Lan và Bangkok, tiếp tục là cầu nối quan trọng cho các doanh nghiệp sang đầu tư tại Thái Lan. Tại buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với cán bộ hội viên nông dân năm 2019, đại diện các hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu nhiều kiến nghị gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố sớm tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay nông nghiệp chiếm 0,7% cơ cấu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố có hơn 114.000 hecta đất nông nghiệp, chiếm gần 55% tổng diện tích tự nhiên. Hàng năm, diện tích đất nông nghiệp giảm trên 500 hecta để phục vụ quá trình đô thị hóa. Trong số những tồn tại hạn chế, đáng chú ý là công tác quy hoạch trên địa bàn thành phố còn khó khăn cho nông dân trong thực hiện quyền dân sinh. Sự chồng chéo giữa luật quy hoạch, luật xây dựng, luật đất đai khiến nông dân chưa thực hiện được đầy đủ các quyền như chuyển đổi mục đích sử dụng đất,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không xây dựng công trình trên đất nông nghiệp và không xin được chứng nhận việt gáp do không quy hoạch vùng sản xuất. Hiện nay là huyện Cần Giờ chúng tôi cũng đang gặp cái khó khăn, tức là muốn mà xây nhà màng là rất là khó khăn, vì nó liên quan đến pháp lý về vấn đề đất đai. Xin kiến nghị lãnh đạo của thành phố sớm có cái văn bản hướng dẫn cái thủ tục để người nông dân được chuyển cái mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở đối với những cái khu quy hoạch không phù hợp, để người nông dân an tâm đầu tư phát triển sản xuất cũng như là ổn định cuộc sống. Tại buổi đối thoại, các sở ngành cũng đã giải đáp kiến nghị hội viên nông dân, hợp tác xã nông nghiệp về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng công trình phụ trợ, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, chính sách tín dụng cho vay lãi suất thấp. Thì sở dựng có sẽ có cái hướng dẫn là cái chiều cao công trình tối đa là bao nhiêu, mà dạng công trình như thế nào để chúng ta đảm bảo là nó không có bị thay đổi cái mục đích sử dụng đất và sau này nó rất là khó khăn cho cái công tác quản lý và quy hoạch. Hiện nay là cái nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực thì cũng đã được tập trung họ hỗ trợ cho cái lãi vay này. Thì sở nông nghiệp đang lấy ý kiến các sở ngành sẽ điều chỉnh đối với những cái nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực thì nâng lên là 100%. Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung nhận định, hiện nay nông nghiệp đóng tỷ trọng không lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sự phát triển ngày càng bền vững theo đúng định hướng của thành phố là phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí Võ Thị Dung đề nghị các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu các đề xuất kiến nghị của cán bộ hội viên nông dân và lãnh đạo các quận huyện, làm sao để khai thác quỹ đất nông nghiệp hiệu quả, tránh bị lãng phí. Trước hết tôi đề nghị đối với cơ quan dân cử, đoàn đại biểu quốc hội, rồi hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường cái giám sát. Một là giám sát về cái quản lý sử dụng đất đai sao cho có hiệu quả, và kiến nghị để chính phủ, để các bộ ngành đó là phải góp phần để tháo gỡ với thành phố chúng ta trong cái việc mà sử dụng đất cho các cái công trình phụ trợ như hiện nay chúng ta đang làm thí điểm. Với những kiến nghị đã kéo dài trong nhiều năm như việc xây dựng các công trình phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp, đồng chí Võ Thị Dung đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và mạnh dạn thí điểm trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Hội Nông dân các cấp cần phối hợp chặt chẽ hơn đối với các cơ quan nhà nước, kiên trì tháo gỡ cho nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, thành phố. Hiện nay đang là thời điểm chín mùi để Việt Nam đưa các thực hành doanh nghiệp có trách nhiệm vào chính sách và việc vận hành doanh nghiệp, giúp hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Đây chính là thông điệp của diễn đàn doanh nghiệp có trách nhiệm diễn ra vào ngày 25 đến 26 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ đại diện của chính phủ, doanh nghiệp, công đoàn và cộng đồng quốc tế bàn thảo nhiều vấn đề liên quan đến tối đa hóa những đóng góp tích cực của doanh nghiệp về quyền lao động và các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Diễn đàn ghi nhận rằng Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu EVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mở ra những cơ hội rõ ràng giúp tăng cường thực hành doanh nghiệp có trách nhiệm vì hội nhập quốc tế và thương mại công bằng. Một số chủ đề được bàn thảo tại sự kiện là vai trò của chính phủ trong việc tạo môi trường cho đạo đức kinh doanh có trách nhiệm và làm thế nào các cam kết của doanh nghiệp liên quan đến nhân quyền, quyền lao động và môi trường có thể giúp đưa Việt Nam tiến bước hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hiệp Quốc. Diễn đàn cũng bàn tới những xu hướng CSR mới nhất tại châu Á và lợi ích của việc tăng quyền cho phụ nữ trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Các số liệu và dẫn chứng cho thấy rõ ràng, việc xóa bỏ phân biệt đối xử và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ sẽ dẫn tới tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Để đảm bảo hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh môi trường công cộng, tại hội thảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất áp dụng phương án phạt lao động công ích với hành vi xả rác ra môi trường. Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 8.900 tấn mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp căn cơ để quản lý. Trong khi đó, công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt lại chưa được triển khai đồng bộ tại các quận huyện và chưa được quan tâm đúng mức. Công tác xử phạt đối với hành vi xả rác ra môi trường chưa thể hiện tính răn đe. Hành vi vi phạm vệ sinh môi trường thường diễn ra nhanh, khó phát hiện, thiếu lực lượng kiểm tra giám sát. Thành phố đề xuất áp dụng hình phạt lao động công ích đối với các trường hợp vi phạm xả rác ra môi trường.
Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi sang xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện, đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành khu công nghệ môi trường xanh tại tỉnh Long An để xử lý chất thải rắn sinh hoạt liên vùng. Nhằm nâng cao công tác quản lý ngành công viên cây xanh và nước, Hiệp hội Cây xanh Việt Nam phối hợp với Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore tổ chức lớp nâng cao công tác quản lý công viên cây xanh đô thị. Tham gia lớp tập huấn có 40 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật thuộc các công ty môi trường đô thị, công viên cây xanh khu vực phía Nam. Trong 5 ngày tập huấn với một nửa thời gian học lý thuyết, một nửa thời gian thực hành, các học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng về quản lý và bảo dưỡng công viên, nâng cấp công viên, thiết kế và quy hoạch cây xanh đường phố, vỉa hè, kỹ thuật nhân giống, trồng và duy trì cây cảnh quan. Thông qua lớp tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và thiết kế cây xanh đô thị tại địa phương. Triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực trẻ có chất lượng cao, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thành phố cũng sẽ đưa các bác sĩ về tuyến y tế cơ sở. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ thực hiện phân công bác sĩ tốt nghiệp của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về công tác tại tuyến y tế cơ sở và luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện quận huyện với trạm y tế để nâng cao tỷ lệ trạm y tế có 2 bác sĩ. Đồng thời, thành phố cũng sẽ xây dựng chính sách thu hút đãi ngộ đối với cán bộ y tế có trình độ cao đến công tác tại các địa bàn xa trung tâm thành phố, gồm 5 huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, hoặc các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt như Bệnh viện Nhân Ái, khu điều trị bệnh phong. Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là vùng sông nước với hàng ngàn km sông rạch. Đây là một lợi thế để giao thương kết nối vùng từ lâu nhưng đang bị quên lãng dần. Trong khi chi phí vận chuyển đường bộ khá cao, quá tải, thì việc cần đẩy mạnh giao thông thủy là rất cần thiết. Mới đây, trong báo cáo về quy hoạch mạng lưới đường thủy thành phố đến năm 2030, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, với 92 tuyến đường thủy nội địa ở thành phố có tổng chiều dài 574 km nhưng chỉ có 8 tuyến đạt cấp quy hoạch như tuyến kênh Thanh Đa, rạch Tôm, rạch Dòng. Các tuyến đường thủy còn lại không đạt cấp quy hoạch vì luồng tuyến bị bồi lắng chưa được nạo vét, độ tĩnh không, khẩu độ thông thuyền của một số cầu chưa đạt cấp kỹ thuật. Hiện các đơn vị liên quan đã đề xuất đầu tư gấp cầu Rạch Ông Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Nàng Hai Đồng Tháp, cầu Kim Sơn Bạc Liêu. Thế nhưng đến nay, các cấp thẩm quyền vẫn chưa đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp những dự án này. Chính vì vậy, việc nâng cao thị phần vận tải thủy chưa thể thực hiện nhanh được. Nội dung chi tiết sẽ có trong bài viết Đánh thức giao thông thủy kết nối Thành phố Hồ Chí Minh đồng bằng sông Cửu Long, trang 8 báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay. Đến nay, trên 99% doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử, 93,61% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử, 133 trên 304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực song với thực tiễn đa dạng và đổi mới nhanh chóng như hiện nay, cùng với đòi hỏi chính sách về thủ tục hành chính về thuế, hải quan phải tiếp tục được hoàn thiện, cập nhật kịp thời cho phù hợp với yêu cầu thực tế, thì việc áp dụng các quy định của chính sách và thủ tục hành chính về thuế và hải quan vào thực tiễn không tránh khỏi phát sinh vướng mắc khó khăn. Trong đó, các kiến nghị về chính sách thuế cho hợp tác xã kiểu mới, sử dụng đất nông nghiệp, chính sách thuế xuất nhập khẩu, hóa đơn điện tử, giao dịch liên kết, cam kết quốc tế về thuế, hải quan khi tham gia hiệp định CPTPP, vấn đề hoàn thuế, thủ tục tính thuế là những vấn đề cần giải quyết. Cuối năm, nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng mạnh, do vậy hàng giả, hàng nhập lậu có dịp tung hoành. Nhiều mặt hàng được rao bán công khai tại hàng loạt trang thương mại điện tử. Điều này gây bức xúc cho người tiêu dùng cũng như chính các cơ quan chuyên trách trong việc kiểm tra giám sát. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kiểm tra các mặt hàng giả mạo, gian lận thương mại nhằm ổn định thị trường. Lĩnh vực tập trung bao gồm cả kiểm tra trực tiếp các kho hàng, cũng như lần theo địa chỉ các điểm kinh doanh trực tuyến để xử lý sai phạm của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Nhưng thực tế, triển khai vẫn tồn tại nhiều bất cập vì hiện nay hàng hóa hàng kinh doanh qua mạng nở rộ, mà như đánh giá của một số doanh nghiệp thì những gì cơ quan chuyên trách phát hiện, xử lý chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Việc cần làm chính là siết lỗ hổng giám sát hàng hóa tại các sàn giao dịch điện tử mới hy vọng hạn chế tình trạng trốn thuế, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan như hiện nay.
quý vị, nhằm góp phần giới thiệu văn hóa, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam và đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, đọc sách Việt của đông đảo kiều bào người Việt tại Hàn và người dân Hàn Quốc, vừa qua công ty sách Fahasa và tập đoàn Kyobo đã hợp tác tổ chức triển lãm sách Việt Nam và khai trương gian hàng sách Việt Nam tại nhà sách Kyobo Quang Hoa Một. Như vậy, sau khi tháng 9 năm 2018, sách Việt lần đầu tiên được chính thức xuất khẩu sang Nhật Bản, thì Hàn Quốc là quốc gia thứ hai, qua đó thể hiện nỗ lực rất lớn của những người làm sách với mong muốn quảng bá nền văn hóa nước nhà với bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, trong những năm qua thì Việt Nam và Hàn Quốc luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp không chỉ trong việc phát triển kinh tế thương mại mà ngay cả lĩnh vực văn hóa, giáo dục cũng ngày càng được mở rộng. Và theo thống kê thì hiện nay tại Hàn Quốc có khoảng 180.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Trong đó, số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc cũng chiếm tỷ lệ rất lớn so với các nước trong khu vực. Và vì vậy, việc có thể tham khảo, tìm đọc và mua được một quyển sách Việt ngay tại Hàn Quốc mang một giá trị ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người. Cái số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc thì cũng rất là lớn, khoảng hơn 37.000 bạn sinh viên. Và cũng là số lượng sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc thì cũng là đứng thứ hai trong số sinh viên quốc tế đang theo học tại đây. Nên là cái việc mà Fahasa mang được sách Việt Nam tới Hàn Quốc thì là một cái điều vô cùng ý nghĩa đối với tất cả mọi người ở đây. Gian hàng sách Việt Nam có diện tích hơn 50m², tọa lạc tại nhà sách lớn nhất của tập đoàn Kyobo, nhà sách Kyobo Quang Hoa Mun, Seoul, Hàn Quốc. Lần này, công ty Fahasa đã xuất khẩu hơn 2.000 tựa sách Việt với tổng số lượng 5.000 bản sách ở đa dạng các thể loại. Kyobo phối hợp với Fahasa mở gian hàng sách Việt Nam tại Seoul và gian hàng sách Hàn Quốc tại Việt Nam, vì hiện nay có rất nhiều công dân Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cũng như nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Họ rất muốn đọc những quyển sách bằng tiếng mẹ đẻ, qua đó cũng giúp độc giả Hàn Quốc biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Việc mở gian hàng sách Việt Nam tại Hàn Quốc với mục đích của Fahasa là giới thiệu văn hóa và đất nước con người Việt Nam, giới thiệu sách của Việt Nam, văn học, nền văn học Việt Nam, và đặc biệt là góp phần cho việc duy trì tiếng Việt và giới thiệu văn hóa Việt Nam cho đông đảo người dân Hàn Quốc và đặc biệt là các kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Hội sách Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019. Sau thời gian diễn ra hội sách, gian hàng sách Việt Nam sẽ được công ty Fahasa và tập đoàn Kyobo duy trì hoạt động và sẽ bổ sung thường xuyên sách mới nhằm phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu của độc giả tại Seoul, Hàn Quốc. Phát triển văn hóa đọc luôn có ý nghĩa chiến lược đối với mỗi quốc gia. Theo thống kê, lượng sách bình quân người dân Hàn Quốc đọc mỗi năm là hơn 10 quyển, hay dành khoảng hơn 3 giờ mỗi tuần để đọc sách, cao hơn đại đa số các quốc gia châu Á khác. Những quyển sách bán chạy nhất Hàn Quốc có thể đạt đến 1 đến 2 triệu bản. Tại một đất nước vốn nổi tiếng với phim ảnh, ca nhạc, tuy nhiên văn hóa đọc vẫn rất sôi động và được giới trẻ ủng hộ. Điều này cho thấy trong cuộc cạnh tranh với văn hóa nghe nhìn, văn hóa đọc vẫn có thể phát triển và giữ vị trí đáng kể nếu được sự đầu tư đúng mức. Thưa quý vị, nhà sách Kyobo nằm ngay tại quảng trường Quang Hoa Mun, ngay trung tâm của thủ đô Seoul. Và trên trục đường chính này thì có 3 đến 4 nhà sách lớn. Trong đó, hệ thống nhà sách của Kyobo là hệ thống nhà sách lớn nhất và đẹp nhất của Hàn Quốc với rất nhiều không gian đọc sách. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Em biết nói tiếng Việt hả? Em đã sinh sống học tập tại Việt Nam hay sao? Em thì lớn lên tại đó từ năm 97 tới 2012, nên thấy HTV nên dạo này thì không về Việt Nam được nên thấy Chị rất là vui khi hôm nay được biết em. Hôm nay chị đang làm một cái bài về trải nghiệm nhà sách Kyobo. Như vậy thì mình cùng đi theo, mình cùng trải nghiệm cho quý vị khán giả Việt Nam có thể biết được nhà sách Kyobo như thế nào ha em ha. Yeah.
điểm nổi bật của nhà sách Kyobo là có rất nhiều những cái không gian đọc sách để giúp cho các độc giả có những cái trải nghiệm riêng của mình. Biên có thể giới thiệu một chút về những cái không gian đọc sách tại nhà sách không? Nhà sách này có diện tích lớn nên cho những người muốn đọc sách thì cũng qua đây không gian như là cái bàn lớn hay là những một số ghế nhỏ. Địa điểm đó thì ai cũng đọc sách được thoải mái. Cái không gian đọc sách những cái thời điểm nào thì nó sẽ đông khách nhất em? Em thì thấy là những người thích về liên quan tới kinh tế, lịch sử thì cũng nhiều. Và đó thì một số bây giờ thì là người vì buổi sáng nên có nhiều người trung niên nhiều. Và cho những thanh niên thì tìm những sách về liên quan tới tiếng ngoại ngữ. Và sau đó thì về tìm việc, tuyển việc. Và bản thân Bin thì Bin có hay vào đây để cùng đọc sách với mọi người như vậy không? Cùng vào thứ bảy thì cũng qua đây, và sau thì vì nhà gần đây nên cũng thích qua đây và đọc sách. Ở khu vực gian hàng sách nước ngoài thì là ngoài sách tiếng Anh là ngôn ngữ chủ yếu thì hiện giờ cũng vừa mới có một gian hàng sách tiếng Việt mới vừa khai trương. Không biết là Bin thấy gian hàng sách tiếng Việt của mình như thế nào? Thì ở bên nhà sách này thì có những sách tiếng Việt mà tác giả là người Hàn Quốc, mà lần này thì pha ra mang những sách tác giả của Việt Nam thì chắc là tốt cho những người Hàn Quốc học tiếng Việt. Mấy ngày hôm nay Bin có muốn lựa chọn một quyển sách Việt Nam hay không? Thì em có thể chọn lịch sử. Em đang suy nghĩ hai cái, lịch sử và những một cái tiểu thuyết của tác giả Việt Nam. Tại Hàn Quốc thì Internet đang rất phát triển, vì vậy khi đến với nhà sách thì chúng ta có thể vào hệ thống để tìm xem là sách đó còn hay không hay là đang được để ở đâu để chúng ta có thể dễ dàng mua sách. Ở nhà sách này thì có máy giới thiệu để cho muốn tìm sách nào thì mình đánh chữ như là tiếng Việt. Thì đánh vô thì nếu chọn sách này thì mình xem được tồn kho thì có máy số lượng, và sau đó thì mình bấm in ra thì cho biết vị trí. Đã chia ra khu vực hết rồi nên đi theo chữ tiếng Anh, và sau thì G thì đi G, và sau đó thì tìm sách thì dễ hơn. Thưa quý vị, hiện nay xu hướng công nghệ hóa đang làm nhiều người dần rời xa quyển sách, và những trải nghiệm thú vị tại nhà sách Kyobo vừa rồi mà chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị là một điển hình trong số rất nhiều những thay đổi của các nhà sách tại Hàn Quốc. Và một điều đáng mừng là hiện nay tại Việt Nam thì chúng ta cũng đã bắt đầu xây dựng, đã thay đổi những nhà sách theo hướng văn minh với đầy đủ tiện ích như vậy để giúp tạo niềm vui cho những độc giả đến với những trang sách, qua đó giữ lại nét đẹp văn hóa đọc tại mỗi quốc gia. Đầu tư một nhà sách như này mình thấy nó rất là quy mô đấy, và có nhiều lựa chọn cho khách hàng. Phải rất là tiện lợi và thuận tiện. Tức là mỗi lần tới nhà sách mình có thể mua những thứ mình cần, rồi còn những thưởng thức những cái dịch vụ khác ngoài cái sách vở, vừa uống cà phê vừa đọc sách. Hơn 95 tác phẩm nghệ thuật của 60 họa sĩ đến từ 6 quốc gia Nga, Hungary, Singapore, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đang được trưng bày tại triển lãm Giao lưu hội họa và văn hóa 2019. Các tác phẩm chân thực và trừu tượng thu hút khách tham quan tại thủ đô Hà Nội thưởng lãm. Mình rất thích các tác phẩm ở đây bởi vì các tác phẩm ở đây rất là phong phú, màu sắc và thú vị. Với nhiều hình thái và chất liệu như sơn dầu, acrylic, sơn mài, các tác giả mang đến nhiều chủ đề đa dạng về cuộc sống như phong cảnh thiên nhiên, chân dung con người, văn hóa quốc gia. Tác phẩm ở đây rất là có các phối màu rất là sắc sỡ, đa dạng. Đây cũng là cơ hội để các nước giao lưu với nhau với các tác phẩm nghệ thuật. Triển lãm là dịp để kết nối các họa sĩ từ nhiều quốc gia và là cách để giao lưu văn hóa giữa các nước. Không chỉ vậy, triển lãm là cơ hội để công chúng thủ đô thưởng lãm những tác phẩm hội họa của các họa sĩ trong và ngoài nước, góp phần đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng. Triều cường tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai được dự báo có thể đạt đỉnh 1,6 m vào ngày 27-28 tháng 11. Các vùng trũng và ven sông tại thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập sâu. Theo cảnh báo mới nhất của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai sẽ lên chậm.
Đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào ngày 27 đến ngày 28 tháng 11. Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè, đỉnh triều sẽ đạt mức 1,55 đến 1,6 m, cao hơn báo động 3 là 0,05 đến 0,1 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao trong ngày vào khoảng 4 giờ đến 6 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Với mức triều này, các vùng trũng thấp và ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập lụt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.